khi mà tỉnh đang tích cực phòng dịch bệnh COVID-19 thì trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tình trạng người dân không đeo khẩu trang đi ra ngoài đường và tụ tập nơi đông người nói chuyện vẫn diễn ra. Cụ thể, tại đường 39 đoạn đi qua xã Tân Lập và một số điểm tại thị trấn Yên Mỹ có rất nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Không những tụ tập trên 2 người mà giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét cũng không thực hiện. Đáng nói hơn, tại một sân bóng thuộc địa bàn thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt vẫn có tới 20 trẻ em tụ tập chơi bóng đá. Theo quy định của chính phủ về phòng dịch COVID-19, đối với người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền tối đa là 300.000 đồng và 10 triệu đồng đối với các cá nhân tụ tập nơi công cộng, 20 triệu đồng đối với các tổ chức vi phạm. Những lúc toàn dân đều tuân thủ chỉ thị 16 của Thủ tướng nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì một số đối tượng lại thờ ơ và chủ quan không chấp hành luật về việc phòng dịch. Và nếu như chỉ một hoặc hai người không có ý thức trong việc phòng dịch và giãn cách xã hội mà bị lây nhiễm, thì bao nhiêu công sức của cả cộng đồng trong việc khống chế dịch bệnh COVID-19 này đều trở nên vô nghĩa. Tại thành phố Hưng Yên, hiện người dân cũng đã có phần chủ quan và lơ là trong công tác phòng chống dịch. Khoảng 1-2 ngày trở lại đây, người dân đổ ra đường ngày càng đông, thậm chí là chủ quan, lơ là, tụ tập đông người tại các điểm công cộng như quảng trường Nguyễn Văn Linh, công viên Nam Hòa, Hồ Bán Nguyệt, ảnh hưởng đến các giải pháp chống dịch của thành phố Hưng Yên nói chung và của tỉnh nói riêng. Hiện thành phố đã cử lực lượng công an đến tuyên truyền nhắc nhở, nếu ai cố tình vi phạm sẽ lập biên bản xử lý. Đồng thời thành lập các chốt chặn tại các hướng vào quảng trường Nguyễn Văn Linh để nhắc nhở người dân thực hiện đủ 15 ngày cách ly xã hội. Lực lượng công an thành phố thành lập 2 cái tổ phản ứng nhanh để tham gia công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý những cái trường hợp vi phạm để nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID trong cộng đồng dân cư trên địa bàn của thành phố Hưng Yên. Không chỉ tại những nơi công cộng tụ tập đông người, công an thành phố Hưng Yên cũng kiên quyết lập biên bản đối với những trường hợp các cá nhân tổ chức cố tình kinh doanh buôn bán các mặt hàng không được phép theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là tại các tuyến đường trung tâm như Điện Biên, Nguyễn Văn Linh.